Bạn nào kiên trì, kiên nhẫn, chịu khó thì sẽ thành công. Và đã có một bạn của lớp 8A5 đã rời khỏi cuộc chơi. Còn lại 8A1, 8A2, 8A3, 8A4 và 8A6. Kiểm tra trọng tài kiểm tra nha, định lượng của mình là 5 giây. Hãy giữ quán 5 giây là phải nhích gì trước một ít. Mấy bạn cách xa lên. Không có đi lên đi chứ, có gì sợ nữa. Thôi đi lên đi, đừng giữ nữa, con sẽ cùng đầu. Rồi khởi cuộc chơi 8A2 tiếp tục. Rồi 8A2, chú ý 8A2, chú ý 8A2 nha. 8A2 về thứ ba đó. 8A2 số 4. 8A3 3, 4, 2.